Mai Bích Trâm. Một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng ẩn chứa trong cô bé là niềm đam mê diễn xuất lớn lao. Ngoài cuộc sống, cô bé có những thú vui đơn giản với những giai điệu guitar mượt mà, những trang sách hay, một căn phòng nhỏ xinh với rất nhiều gấu bông, một tâm hồn ngây thơ đến từ Bích Trâm, hy vọng sẽ mang đến cho tôi là diễn viên những sắc màu thú vị. Dạ xin chào, em tên là Mai Bích Trâm, năm nay em 18 tuổi và sau đây em sẽ trình bày tiểu phẩm thi của mình. Chú mua giùm con ổ bánh mì đi chú. Bánh mì đây. Cô mua giùm con ổ bánh mì đi cô. Tự nhiên trời mưa. Đúng là xui mà. Mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ về rồi hả? Ngày nào á con cũng đợi mẹ, đợi hoài à. Mà con không thấy mẹ về, con thèm được ôm mẹ, được ngửi mùi mồ hôi của mẹ mỗi khi mẹ đi làm về. Nhưng mà mẹ nói với con đừng có ôm mẹ, mẹ hôi lắm. Nhưng mà con đâu có thấy hôi gì đâu. Nó là mùi thơm của nắng, mùi thơm của gió, mùi thơm của sự cực khổ. Mẹ ơi, mẹ đừng có đi nữa, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, bây giờ mẹ hát cho con nghe được không mẹ? Con nhớ giọng hát của mẹ lắm. Nha mẹ. Dạ. Bây giờ mình lại đây mình nằm, con nằm xuống xong rồi con nằm vô lòng mẹ nha. Mình lại đây ngồi đi mẹ. Mẹ ơi. Ok, cảm ơn em. 0067, bạn đang làm gì? Em vừa mới học xong lớp 12. Em đang ôn luyện để thi vào trường sân khấu điện ảnh. Bây giờ em nói tôi là diễn viên. Nói thật vui lên, càng ngày càng tăng tiết tấu lên. Tôi là diễn viên. Nhỏ nhắn, hạt bé hạt tiêu cũng rất tự tin. Và trong cái sự tự tin ấy thì nó lại luôn luôn có cái sự trong sáng, cái sự hồn nhiên, sự trong trẻo. Cái tiểu phẩm này nó rất cảm xúc ở chỗ là bất kỳ ai khi nói về mẹ đều cảm xúc cả. Nếu như mà tính về mặt diễn xuất á là nó chưa đạt đến, nhưng mà cái hay là cái tự nhiên. Cái mộc á. Nó còn mộc mạc lắm. Tôi đề cử em vào vòng trong. Chị cũng vậy. Rồi. Cảm xúc vỡ òa khi sắp chạm được ước mơ cổ tích. Mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực. Yeah. Chỉ cần kiên trì và nỗ lực, cố gắng lên Bích Trâm nhé. Sao vậy? Bây giờ sợ cũng khóc mà thắng mà cũng khóc nữa. Thôi, con bé khóc đi. Được 3 đề cử luôn á. Thôi. 3 đề cử luôn á. Được 3 đề cử là giỏi rồi. Mà ban giám khảo ai cũng thích, ai cũng bị thuyết phục hết á. Hết rung rồi, ra xong mà hết rung rồi. Bạn đã bên cạnh mình. Dạ, em cảm thấy rất là vui và em cảm thấy rất là cảm ơn ban giám khảo vì đã cho em cơ hội được vào vòng trong. Yeah.